sáng nay thì chúng ta sẽ nói cách tiếp cận cái bệnh khôn bằng cách là chụp cộng hưởng từ cái đường ruột ruột non. La maladie de Crohn c'est une maladie inflammatoire mais une maladie chronique du tube digestif qui touche essentiellement le segment iléo-cécal. Bệnh Crohn là một cái bệnh viêm và loét mãn tính của hệ ống tiêu hóa và chủ yếu là tác động vào cái vùng hồi mãn tràng. Surtout le sujet jeune. Chủ yếu là ở người trẻ. Et plusieurs facteurs génétiques, auto-immuns, environnementaux, infectieux, microbiotiques sont incriminés dans la genèse de cette pathologie. Có nhiều yếu tố về gen, về tự miễn, về môi trường, về nhiễm trùng, về vi sinh ảnh hưởng đến cái bệnh này. Et le site est fait sur tout un faisceau d'arguments à la fois clinique, biologique, endoscopique, histologique, mais aussi radiologique. Và để chẩn đoán cái bệnh này thì chúng ta cần phải có nhiều bằng chứng về nhiều cái thuật ngữ khác nhau, những bằng chứng về lâm sàng, về sinh học, về nội soi, về mô học và trong đó có cả hình ảnh học nữa. Ce qu'il faut savoir au niveau du traitement de cette maladie, c'est qu'il s'agit d'un traitement multiple sous forme d'une cascade thérapeutique. Về mặt điều trị thì cái bệnh này nó phải phối hợp nhiều cái loại thuốc khác nhau và nó có những cái nhiều cái mức độ bậc thang điều trị. La sévérité de la maladie peut être variable et selon le degré de cette sévérité, on va proposer différents traitements. Bệnh thì có nhiều cái mức độ nặng khác nhau và tùy theo cái mức độ nặng thì chúng ta sẽ có cái các cái phương pháp, cái thuốc điều trị khác nhau. La forme légère va être traitée par corticoïdes et les dérivés salicylés. Bệnh mà ở mức độ nhẹ thì chúng ta sẽ sử dụng corticoïdes và các dưỡng chất của salicylé. Quand la maladie devient plus sévère par immunosuppresseur type méthotrexate ou imurel. Nếu bệnh ở giai đoạn nặng hơn một chút ở mức độ vừa phải thì sẽ sử dụng các chất ức chế miễn dịch trong ví dụ như là methotrexate hoặc là imurel. Et quand elle est plus sévère par des anti-TNF type Remicade et Humira. Nếu bệnh ở giai đoạn nặng thì sẽ sử dụng các cái thuốc mà kháng cái yếu tố mà tăng sinh u TNF. Ví dụ như mình sẽ dùng Remicade hoặc là Humira. Donc un patient qui est atteint d'une maladie de Crohn va avoir finalement plusieurs types de traitements. Một bệnh nhân mà bị cái bệnh Crohn thật ra thì sẽ được nhận nhiều cái loại điều trị khác nhau. La première poussée va être traitée par corticoïdes et salicylés. Cái đợt bệnh đầu tiên thì người bệnh được điều trị bằng corticoïdes và cái thuốc mà salicylat. Et si la maladie se répète dans le temps, seconde poussée par le même traitement va être proposée. Sau đó nếu mà bệnh thuyên giảm rồi lại có cái đợt thứ hai thì trong cái đợt thứ hai thì cái thuốc điều trị cũng giống như cái đợt thứ nhất, tức là cũng nhận dùng những cái thuốc mà salicylat. Et quelquefois on va proposer un traitement de fond pour diminuer la fréquence des poussées. Và cùng lúc đó có thể là người ta sẽ bắt đầu sử dụng cái loại thuốc mà methotrexate imurel để coi như là để ức chế cái bệnh, để làm cho cái bệnh ngăn cản không cho nó bùng phát thêm. Et si la maladie se répète, les autres types de traitements qu'on a vu, méthotrexate, imurel ou anti-TNF vont être proposés. Nếu mà tiếp tục sau đó mà bệnh nó lại vẫn tiếp tục tái phát nhưng mà tiếp tục nữa thì bệnh nhân được sử dụng methotrexate, imurel và thậm chí dùng cái kháng TNF. Donc après toute cette cascade thérapeutique, si aucun médicament ne marche, on va arriver à proposer le traitement par la chirurgie. Và trong số cái diễn biến của cái bệnh, nếu mà cái bệnh nó vẫn tiếp tục nó tiến triển mặc dù đã được điều trị bằng nhiều cái loại khác nhau qua những cái đợt bệnh thì lúc đó có thể sẽ phải điều trị bằng phẫu thuật. Cette décision chirurgicale va de toute façon se faire dans un staff multidisciplinaire. Và chỉ định điều trị bằng phẫu thuật thì phải được quyết định bởi một cái hội chẩn đa chuyên khoa.
Exceptionnellement, cette chirurgie va se réaliser en urgence s'il y a une complication aiguë grave type abcès perforation. Có những trường hợp là phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu, những trường hợp này chỉ hiếm thôi. Thì cái bệnh cảnh thường là bệnh nhân là bị áp xe hoặc là bị thủng ruột. Dans ce cas-là, c'est le scanner qui va faire le diagnostic et qui va suffire pour décider du traitement. Và trong trường hợp này thì cái chẩn đoán là chúng ta sẽ dùng CT và nhiều khi chỉ cần CT là đủ để quyết định là phải phẫu thuật. Et en dehors des urgences, les autres décisions de chirurgie vont se faire dans vos staff et on pense qu'après 10 ans d'évolution, 50% des malades vont finir par être opérés. Dans les trường hợp mà không có cấp cứu khác thì người ta nhận thấy rằng là những cái bệnh nhân mà tiến triển bệnh khoảng 10 năm thì trong đó 50% những cái trường hợp cuối cùng thì cũng phải điều trị bằng phẫu thuật. Cette chirurgie va donc induire une résection du tube digestif qui doit être la plus courte possible pour éviter tous les problèmes de malabsorption. Thì khi mà quyết định phẫu thuật thì người ta sẽ phải tính toán chỉ cắt cái đoạn ruột mà bị bệnh mà làm sao cắt cho cái đoạn ngắn nhất có thể được để tránh những cái biến chứng về cái nóc thu về sau. Tout en respectant le schéma corporel, éviter les stomies itératives et les amputations abdominaux périnéales. Và ngoài ra nữa cũng phải tính toán làm sao đó là phải tôn trọng cái cấu trúc của cơ thể, tức là làm sao cái phẫu thuật của mình tránh không để mở những cái miệng nối ruột ra ngoài ổ bụng, hoặc là tránh phải cắt đường ruột, cắt ruột mà phải đi vừa ngã bụng vừa ngã chậu. Donc voici le schéma d'une résection ilio-sécale qui va se faire par cœlioscopie sous forme d'une anastomose latéro-latérale. Ví dụ như trường hợp này người ta phải cắt cái vùng hồ nanh tràng, thì sau khi cắt cái đoạn hồ nanh tràng xong thì người ta sẽ nối ruột bên bên. De manière mécanique pour avoir moins de fistules dans les suites. Mổ thì mổ qua ngã nội soi và khi mổ như vậy thì sẽ cái cách làm thì phải để tránh tại sao không có bị dò. Quelquefois, on peut proposer une stricturoplastie. Một số trường hợp thì người ta sẽ phải gọi là sửa lại những cái chỗ hẹp, tái tạo lại cái chỗ hẹp. Pour les sténoses multiples courtes. Để điều trị những cái chỗ mà ruột nó bị hẹp nhiều nơi và hẹp ngắn. Sans fistule associée. Những cái chỗ hẹp này không có kèm dò kế bên kế cạnh. On ouvre la zone sténosée et on suture de façon perpendiculaire à l'axe de la lumière du grêle. Thì trong cái trường hợp mà mổ mà để sửa những cái chỗ hẹp thì người ta sẽ rạch ngang theo cái trục của cái ruột, rồi sau đó người ta thông dọc lại để làm cho cái chỗ hẹp này nó rộng ra. Donc, voyez bien que l'imagerie a une place très importante pour réaliser cette cartographie précise pour guider le chirurgien dans son traitement. Vai trò của chẩn đoán hình ảnh rất là quan trọng, tại vì chẩn đoán hình ảnh sẽ coi như là mình vẽ cái bản đồ để xác định những cái chỗ hẹp, rồi từ đó thì mới giúp cho phẫu thuật viên quyết định rằng là sẽ phẫu thuật ở cái đoạn nào. Alors, quel type d'imagerie on peut réaliser? Soit un entéro IRM, soit un entéro scanner, qui tous les deux ont remplacé le transit du grêle. Hình ảnh học thì chúng ta có thể chụp cái ruột non bằng cộng hưởng từ hoặc là chụp ruột non bằng CT. Thì cả hai kỹ thuật này thì hiện bây giờ đã thay thế cho cái kỹ thuật là chụp lưu thông ruột non mà bằng X-quang. Comme la performance de ces deux examens scanner et IRM sont similaires, on préfère la réalisation de l'IRM. Vì cái hiệu quả chẩn đoán của cả CT với cộng hưởng từ là tương đương với nhau, thì người ta thích, người ta chuộng chụp đường ruột bằng cộng hưởng từ hơn. Pour son caractère non irradiant et son excellente résolution. Lý do mà người ta chuộng cái chụp đường ruột bằng chụp ruột non bằng cộng hưởng từ là vì cái kỹ thuật này không có làm cho bệnh nhân bị ăn tia. Thứ hai nữa là cái đổi về tương phản nó rất tốt. Alors, quand est-ce qu'on va demander cette IRM?
au moment du diagnostic initial, avant toute décision de chirurgie et bien sûr pendant tout le suivi thérapeutique. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ yêu cầu chụp cộng hưởng từ sẽ được thực hiện vào cái lúc mà mình để có cái chẩn đoán ban đầu. Thứ hai nữa là trước khi quyết định phẫu thuật và thứ ba nữa là trong quá trình theo dõi bệnh nhân. Le but c'est d'établir donc une cartographie, un bilan morphologique précis et également apprécier la sévérité et l'activité de la maladie. Mục đích của chụp ruột non bằng cộng hưởng từ là để khảo sát về hình thái, tức là mình sẽ vẽ cái bản đồ những cái tổn thương, các cái vị trí tổn thương của ruột. Thứ hai nữa là để khảo sát về cái mức độ nặng của cái bệnh và cái tình trạng cái bệnh này nó đang hoạt động hay không. Alors bien sûr, il y a quelques limites à cet examen, ce sont surtout les artefacts de mouvement respiratoire, mais aussi les artefacts de mouvement du tube digestif. Chụp ruột non bằng cộng hưởng từ nó cũng có những cái hạn chế đầu tiên là có thể bị xáo ảnh, bị artefact do các cái tự động hô hấp hoặc là cái tự động của cái ống tiêu hóa. L'autre limite de l'examen, c'est d'avoir un remplissage global et suffisant. Cái hạn chế thứ hai là làm sao chúng ta phải phải làm cho cái lồng ruột non á nó phải đầy lên, đầy hết trong cái lồng ruột non và phải nghĩa là đầy phải nở ra một cái mức độ phải đủ nở ra mình mới xem được cái ruột. Et c'est très important de connaître les antécédents de chirurgie du crâne du patient pour pouvoir optimiser ce remplissage du crâne. Và chúng ta cần phải có những cái thông tin về tiền căn của cái người bệnh này về cái phẫu thuật, tức là phải biết trước đó là bệnh nhân đã có mổ về cái ruột non như thế nào rồi, thì từ đó chúng ta sẽ quyết định rằng là đổ nghĩa là truyền bao nhiêu nước vào trong cái lòng ruột. Donc pour la technique, il faut bien sûr être à jeun sans régime particulier, à jeun de 6 heures. Về mặt kỹ thuật thì bệnh nhân sẽ nhịn đói nhưng mà không cần phải có một cái chế độ riêng về ăn uống đặc biệt nào cả. Thường thì nhịn đói khoảng 6 tiếng trước khi thực hiện. Il faut avoir un remplissage et une opacification de la lumière globale. Rồi trước khi mình thực cái lần này thì mình cũng phải làm sao đó cho cái lòng ruột nó có thể thấy được, thì thường là người ta sẽ cho nước vào trong cái lồng ruột. Son remplissage peut se faire par un liquide du polyéthylène glycol d'environ 1,5 litre à boire 45 minutes avant l'examen. Thì người ta sẽ dùng cái thuốc là cái POG này đó, thì người ta sẽ cho 1,5 lít trong vòng 45 phút trước khi thực hiện. On va injecter du gadolinium et avant l'injection du gadolinium, on va injecter aussi du glucagon. Sau đó thì mình sẽ tiêm cái gadolinium qua đường tĩnh mạch. Nhưng mà trước khi tiêm gadolinium thì mình sẽ cho một cái thuốc làm glucagon, mục đích là để làm giảm những cái nhu động của ruột. Alors le glucagon agit très vite, dans les minutes qui suivent l'injection, l'effet est très bref, dure à peu près 15 minutes. C'est pour ça qu'on le fait uniquement avant l'injection de couche de contraste pour éviter les flux cinétiques. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái glucagon này á, là được chích qua đường tĩnh mạch và cái hiệu quả của nó là khoảng 1 phút sau là nó có tác dụng liền, và thời gian tác dụng của glucagon này chỉ khoảng 15 phút mà thôi, cho nên là chỉ chích cái glucagon này ngay trước khi mà mình thực hiện cái các cái xung mà cộng hưởng từ. Cái chụp cộng hưởng từ mà đường ruột này thì kéo dài khoảng nửa tiếng, khoảng 30 phút. Alors, l'agent de contraste qu'on va donner pour opacifier le crâne peut être évidemment de l'eau pour avoir l'hypersignal du liquide, mais l'inconvénient c'est qu'elle va être très vite absorbée. Về cái thuốc mà để tạo tương phản cho cái lòng ruột mà qua đường uống đó, thì hoặc là mình sẽ dùng nước, thì chúng ta biết bằng nước đó, thì nó sẽ tăng tín hiệu trên cái hình cộng hưởng từ. Tuy nhiên cái bất lợi của nó đó là nước này sẽ được ruột hấp thu rất là nhanh. C'est pour cela qu'on propose un liquide hyperosmolaire type mannitol ou polyéthylène glycol pour avoir un temps de remplissage plus long dans le crâne.
Vì vậy thì người ta đề nghị một cái chất khác, đó là mannitol, là một cái loại dịch mà có cái độ thẩm thấu cao, hoặc là người ta dùng cái polyethylene glycol, đó mục đích là để làm sao có cái dịch ở trong cái lòng ruột mà tạo được cái tương phản một cái thời gian kéo dài hơn. Alors les types de séquences qu'on va réaliser, c'est assez simple. Séquence dite d'équilibre, appelée différemment selon les constructeurs, c'est en fait une séquence T1-T2 qui va s'appeler Truffis chez Siemens, Fiesta chez GE ou Balance FFE chez Philips. Cái kỹ thuật dùng cái xung nào để chụp ruột bằng cộng hưởng từ thì nói chung là những cái xung này cũng đơn giản mà gọi là những cái xung cân bằng, thì tùy theo các cái nhà sản xuất. Ví dụ như của Siemens thì chúng ta dùng cái xung Truffis, của GE thì là cái xung Fiesta, còn của Philips thì là cái xung Balance FFE. C'est des séquences assez rapides, on va pouvoir les répéter plusieurs fois pour obtenir les séquences ciné qu'on va voir tout à l'heure. Những cái xung này thì thời gian thực hiện của nó ngắn, làm rất là nhanh, thì chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, như vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ được một cái hình giống như là ciné bài động học, thì chút xíu nữa mình sẽ xem cái hình. Deuxième type de séquence sont les séquences T2 type AST. Cái xung thứ hai đó là cái xung T2 có tên là xung AST của Siemens. Qui va également être réalisé systématiquement avec une autre séquence T2 AST, cette fois-ci avec saturation de graisse. Cùng với cái xung AST đó thì mình cũng làm một cách thường quy xung T2 phát. Et bien sûr, les séquences en échocardium T1 3D avant et après injection de gadolinium. Và một cái xung thứ ba nữa là một cái xung T1 echocardium 3D trước khi tiêm gadolinium và sau khi tiêm gadolinium. Donc on va revoir rapidement les caractéristiques de chaque séquence. Les séquences Truffis, donc c'est une séquence en pondération mixte T1 T2 qui va donner une très bonne résolution anatomique, peu d'artefacts de mouvement, la lumière elle est homogène, on va avoir une cartographie de tout le grain. Chúng ta sẽ đi xem nhanh qua đặc điểm của từng cái loại xung này. Thì cái xung Truffis là một cái xung hỗn hợp T1 và T2. Thì trên cái xung này thì các bạn thấy rằng là cái độ phân giải về mặt giải phẫu rất là tốt. Ở đây thì toàn bộ cái lòng ruột này chúng ta đều thấy rất là rõ. Thì với cái xung này giống như là chúng ta có một cái bản đồ tổng thể về cái ruột non. Voici ici un exemple de séquence ciné. À đây chúng ta thấy là cái hình động ấy. On réalise en fait une coupe de 5 mm qu'on va répéter 15 à 20 fois au même endroit. Đây là một cái hình ở cái vị trí cái bề dày của lớp cắt là 5 mm và mình làm 15 lần. On se déplace d'un millimètre et on refait une séquence de nouveau 15 fois au même endroit. Và sau đó thì mình coi như là làm ở một cái lắc cắt 5 mm kế tiếp nữa, và ở cái vị trí mới mình cũng làm 15 lần thì mình sẽ có được cái hình động này. On va avoir finalement une vue du péristaltisme du grêle et vous avez vu ici que tout à l'heure il y avait un segment digestif qui bougeait moins. Thì như vậy thì cuối cùng thì mình sẽ có được một cái loạt cái hình về cái cử động của cái ruột non. Và như vậy thì ở đây mình thấy có một cái đoạn á là ruột nó di động kém hơn những cái chỗ khác. Voici un autre exemple de séquence Truffis ciné. Vous voyez ici. Đây là cái hình mà Truffis là ciné. Đó, các bạn dành một cái bản ruột nhưng mà mình nhiều lát, nhiều mở một vị trí nhưng mà ở nhiều cái thời điểm khác nhau 15 lần thì mình sẽ thấy cái cử động của cái ruột non.
on a une dilatation anormale du grêle en amont d'une sténose et d'autres segments très très dilatés. Ở cái vị trí này thì là ruột nó giãn ra và cái ruột này nó giãn ở phía trên của cái đoạn cái chỗ mà nó bị hẹp. En ce qui concerne les séquences AST, elles vont être réalisées à la fois en coronal et en axial pour avoir une vue globale et complémentaire des anscrelles. Và cái sung AST thì mình vừa làm cái hình ở mặt phẳng coronal vừa làm ở mặt phẳng axial để mình có cái nhìn ở trong không gian đầy đủ hơn. La lumière va avoir un aspect en raison de l'artefact chimique, de l'effacement chimique, mais on va avoir une bonne analyse de la paroi du grêle et on pourra faire des vues coronales puis centrer les coupes axiales sur la zone d'intérêt au niveau de la cavité abdominale. Thì trên cái hình này thì các bạn thấy cái hình nó cái ruột nó không có được đồng nhất, lý do là tại vì nó bị những cái artefact về cái đồ làm hóa học. Tuy nhiên thì trên cái hình này á, thì mình cũng thấy được cái thành ruột, mình có thể đánh giá được cái thành ruột đó, và sau đó thì mình sẽ làm những cái lát cắt axial tập trung vô cái vùng này để mình có cái hình chi tiết hơn. Donc la séquence précédente qu'on a vue dure à peu près 3 minutes et cette séquence va durer aussi de l'ordre de 5 minutes si on fait l'axial et coronal. Cái hình này thì khoảng 3 phút, còn nếu mà cái hình này thì làm khoảng 5 phút cả mặt phẳng axial lẫn coronal. Alors, je vous ai parlé de la saturation de la graisse. Voici l'intérêt de faire une saturation puisque on va mieux voir les anomalies dans la graisse adjacente au grêle malade. Ici, vous avez un trajet fistuleux qui est mieux visible une fois qu'on a saturé et annulé le signal de la graisse. Bây giờ tôi sẽ nói về cái ích lợi của cái xung mà xóa mỡ. Thì ví dụ như ở đây mình thấy ở cái vị trí này cái mặt treo nó bất thường, thì nếu mà mình làm cái hình xóa mỡ thì mình sẽ thấy rõ hơn những cái đường dò đó. Thì mục đích của cái xung này là bỏ đi cái phần mỡ để những cái phần mà dịch tổn thương do rò mình sẽ thấy rõ hơn. Et la quatrième séquence qu'on va faire finalement c'est l'échogradient T1 avant et après injection en saturant la graisse, en supprimant la graisse, pour voir de nouveau la paroi, l'analyse du mésentère en 3D pour avoir une meilleure résolution et en une apnée. Comment on le fait? On fait une acquisition qui dure 17 secondes, on fait une pause, on refait l'acquisition après injection à différents temps, donc 17 secondes de séquence au temps artériel, une pause, de nouveau 17 secondes au temps veineux, etc. Et on répète ça au moins 3 fois. Bây giờ tiếp theo nữa thì là mình sẽ có cái hình echocardium T1 xóa mỡ trước và sau khi tiêm thuốc tương phản. Thì mục đích nữa là mình sẽ đánh giá được cái thành ruột đó, và đánh giá được cái phần của mặt treo đó. Cái hình này nó có cái độ phân giải rất là tốt và nó là cái hình 3D cho nên lát nữa mình sẽ xem được ở nhiều cái mặt phẳng khác nhau. Làm cái hình này thì cái xung này thực hiện thì trong trong cái lúc mà bệnh nhân mình phải yêu cầu bệnh nhân nín thở và cái xung này nó kéo dài khoảng 17 giây. Thì như vậy là mình sẽ yêu cầu bệnh nhân nín thở, mình làm cái hình không thuốc 17 giây. Sau đó thì cho thở lại, rồi sau đó mình làm cái hình cũng tiếp tục 17 giây ngưng thở và ở thì động mạch. Rồi sau đó mình cũng ngưng rồi mình làm lại một cái hình tiếp nữa là của thì tĩnh mạch. Thì như vậy thì mình sẽ lặp đi lặp lại nhiều cái xung 17 giây có ngưng thở và mình làm ít nhất là 3 lần. Donc on va avoir l'hypersignal du produit qui a rempli le grêle. Thì ở đây mình thấy rằng là cái hình của cái ruột non mình thấy rất là rõ, tại vì trong đây mình sẽ mình đã cho cái nước mà có thuốc để tạo cái sự tương phản. Sur les séquences Truffis et AST, mình sẽ thấy rõ những cái ruột đó trên cái xung Truffis và xung AST. Et la paroi va être en écosignal. Còn những cái thành ruột đó thì nó sẽ là giảm tín hiệu. Quelles sont les anomalies qu'on va rencontrer? Tout d'abord, au niveau de la paroi du grêle, on va avoir un épaississement en hypersignal T2, une prise de contraste,
on va analyser le type et l'intensité de la prise de contraste et on peut voir des ulcérations ou des sténoses. Những cái bất thường mình có thể gặp được là cái gì? Đầu tiên hết là nói về những bất thường ở thành ruột. Thì ở thành ruột có thể mình thấy những cái chỗ dày của thành ruột và tăng cái chỗ dày đó nó sẽ tăng tín hiệu trên hình T2. Thứ hai nữa là có thể thấy cái thành ruột bắt thuốc tương phản, thì mình sẽ phải phân tích cái dạng bắt thuốc tương phản là như thế nào, cái cường độ bắt thuốc tương phản như thế nào, nghĩa là bắt thuốc tương phản nhiều hay ít. Thứ ba là mình có thể thấy được những chỗ loét của thành ruột, và thứ tư là có thể thấy được những chỗ hẹp. Et on peut voir les ulcérations uniquement quand elles sont profondes, puisque les ulcérations superficielles ne sont vues, les petites érosions aphtoïdes ne sont vues qu'en endoscopie. Những cái chỗ loét á, nếu mà loét sâu á, thì mình mới có thể thấy được trên cái bệnh cộng hưởng từ. Còn những cái chỗ mà loét nông, dạng như là bị áp á, thì mình sẽ không thấy được trên hình. Et les anomalies en dehors de la paroi va concerner donc la graisse mésentérique, le signe de peine, on va voir tout à l'heure, la sclérolipomatose, les adénopathies et bien sûr la présence ou non de fistules ou de l'abcès en dehors du greffe. Ngoài ở bên ngoài của thành ruột thì chúng ta có thể thấy được cái gì? Thứ nhất là cái tổn thương của cái mặt treo, nó có dạng giống như là hình cái răng lược. Lát nữa mình sẽ xem hình. Thứ hai là mình có thể thấy những cái chỗ mà nó bị sơn của những cái mô mỡ dày sơn. Thứ ba là có thể thấy được hạch. Thứ tư là những cái chỗ giò ở xung quanh cái đoạn ruột bị tổn thương, hoặc là cái áp xe ở xung quanh cái đoạn ruột bị tổn thương. Donc au niveau de la paroi, l'hypersignal T2 est relatif puisque la paroi normale est bien noire et la paroi pathologique est en gris. Donc un hypersignal T2 relatif. Thì ở đây chúng ta thấy là bình thường thì cái thành ruột này nó giảm tín hiệu. Còn trong cái trường hợp mà nó bệnh lý thì ở trong đây á, nó thứ nhất là nó dày lên. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là nó tăng tín hiệu nhẹ nhẹ ở trên hình T2. Dày thành ruột thì khi mà dày thành ruột trên 3 mm. Voici l'hypersignalité de relatif. Đó, các bạn thấy là cái thành ruột này nó dày, nó tăng tín hiệu nhẹ ở trên hình T2. De cette encéphale par rapport à l'aspect normal de la paroi des autres os digestifs. Ở đây đó, chúng ta thấy nó có cái dày của cái thành ruột, thì mình sẽ so sánh cái chỗ dày này với cái chỗ bình thường, thì chỗ này là không dày và cái tín hiệu của nó là giảm tín hiệu, nó đen hơn. Voici des exemples d'ulcérations profondes. Ce sont des images sous forme d'addition, images linéaires dans l'épaisseur de la paroi, soit linéaire, soit comme ça arrondi sous forme de couteau de chevet. Đây là những cái chỗ mà nó loét sâu vào trong cái thành ruột, thì đây là cái thành ruột và cái chỗ này là những chỗ loét nó lùn vào trong cái thành ruột, hoặc là mình thấy những cái đường thẳng như thế này nó xuyên vào trong thành ruột, nhưng mà cũng có thể là mình thấy cái dạng của nó là những cái chấm như thế này, giống như những cái hột nút vậy. Đây cũng vậy, một cái chỗ mà nó loét sâu vào trong thành ruột. Concernant la prise de contraste de la paroi pathologique, on va avoir donc un rehaussement en cible en trois couches. Về cái bắt cái thuốc tương phản bất thường ở thành ruột, thì bây giờ chúng ta sẽ xem khi mà nó bắt thuốc tương phản bất thường vậy á, thì nó gồm có 3 lớp. À la phase aiguë, ici un exemple d'une prise de contraste de façon stratifiée de la dernière anse. Đây là cái giai đoạn cấp tính và bắt thuốc tương phản này ở cái đoạn ruột cuối. Comme ici, sur le niveau d'une anse pelvienne. Ở đây thì là bắt thuốc ở cái quai ruột ở vùng chậu. Un autre exemple de prise de contraste intense, dédoublée, stratifiée des anserelles. Ở đây thì các bạn thấy rằng là cái vùng tổn thương này, cái thành ruột nó bắt cản quang, nó xin lỗi, nó bắt thuốc tương phản rất là mạnh. Và mình để ý thì mình thấy nó giống như là những cái hình viên, và nó làm mình thấy rằng là cái thành ruột này nó gồm có nhiều lớp. Donc vous voyez qu'on a besoin des deux plans de coupe axiale et coronale pour bien comprendre et repérer
Các bạn lưu ý là chúng ta phải cái hình mà có thuốc tương phản này, chúng ta cần cả cái mặt thẳng coronal lẫn mặt thẳng axial. Mục đích là để chúng ta định vị rõ cái vị trí của cái thương tổn và chúng ta hiểu được cái chi tiết cái tổn thương của cái thành ruột. En ce qui concerne les anomalies en dehors de la paroi, on va avoir l'hyperémie du mésentère, c'est le signe de peine qu'on connaît déjà au scanner. La sclérolipomatose, c'est l'épaississement de la graisse en hypersignalité aussi, comme ici, et éventuellement des ganglions adjacents à l'os malade. Ngoài những cái thương tổn của thành ruột thì chúng ta còn quan sát được những cái thương tổn ở ngoài ruột non, thì chủ yếu là thương tổn ở mạc treo. Thì ở mạc treo chúng ta thấy là nó có cái hiện tượng tăng cái máu nuôi đến cái ruột non, xin lỗi, tăng cái máu nuôi đến mạc treo. Thì chúng ta thấy đây đó, cái nó có cái dạng hình như cái năng lượng như thế này đó. Và có thể là mình thấy nó bắt thuốc tương phản cũng nhiều đó, do cái hiện tượng mà gọi là sơ cứng của cái lớp mỡ, ngoài ra thấy hạch nữa. Voici ici en séquence ciné trên cái xung mà trên cái xung mà động mạch. On devait voir une anse en disposition un peu arrondie qui bougeait peu sur les séquences ciné. Trên cái hình động thì lát nữa mình sẽ thấy có một cái đoạn ruột này nè, nó hơi cong hơi phồng hơn những cái chỗ khác, và cái cử động của nó ít, cái nhu động của nó ít. Qu'on retrouve ici sur la séquence AST. Trên cái xung AST thì mình thấy cái quai ruột này. Et on voit que cette anse est le siège d'une prise de contraste intense après injection. Và cái quai ruột này trên cái hình mà có cái thuốc tương phản thì chúng ta thấy là nó bắt cái thuốc tương phản ở thành ruột ở mặt treo. Et une hyperémie du mésentère. Cái mạc treo á, nó có nhiều mạch máu tới luôn. Ici l'exemple d'une sclérolipomatose, vous voyez qu'il y a un épaississement de la graisse cette fois-ci autour du côlon gauche, ici autour de la dernière anse iléale qui est rétrécie, épaissie, une dilatation en amont, ou alors ici un épaississement de la graisse de nouveau autour de la dernière anse iléale. Ở đây thì mình nói về cái chuyện mà dày sơ của cái mạc treo, thì đây là một cái đoạn của đại tràng xuống đại tràng sigma, thì chúng ta thấy là cái mỡ ở xung quanh của cái đoạn đại tràng trái này nó dày rất là nhiều. Chỗ này cũng vậy, tương tự, nó là một cái chỗ dày của cái mạc treo ở cái đoạn hội tràng cuối. Và mình lưu ý rằng là cái hội tràng cuối này, cái thành ruột thì nó dày, đoạn ruột chỗ này thì nó bị hẹp, trong khi cái đoạn ruột chỗ này á, thì cái lồng của nó bị giãn ở trước cái chỗ hẹp đó. Và tương tự như vậy thì ở đây cũng có cái chỗ là dày của cái mặt treo của cái quanh cái đoạn hồi tràng cuối. Exemple d'adénopathie. Đây là cái hạch của mặt treo. Donc quand la maladie est en rémission, il va y avoir une fibrose de la paroi. La paroi va être épaissie, mais en hyposignalité 2, et la prise de contraste va être plus souvent diffuse, homogène. Vào cái giai đoạn mà cái bệnh nó có giảm bớt, giai đoạn mà lui bệnh, thì cái thành ruột nó cũng dày, mà nó ít hơn, và nó có hiện tượng sơ hóa, thì lúc đó nó sẽ giảm tín hiệu trên hình T2. Còn cái bắt thuốc tương phản của thành ruột lúc này thì nó lan tỏa hơn, và nó không có cái dạng mà thành ruột nó có nhiều lớp. Cette fibrose va donner des sténoses plus ou moins serrées et éventuellement une dilatation d'amont. Những cái sơ ở cái thành ruột này nó sẽ làm cho cái ruột nó bị hẹp lại, và có
thể là có kèm theo cái giãn của cái đoạn phía trên. Comme ici, on a l'épaississement et sténose de la dernière encéphale associé à une dilatation d'amont. Thí dụ như ở đây chúng ta có cái dày của cái thành ruột của cái đoạn hồi trần cuối, cái lòng ruột nó bị hẹp lại và kèm theo đó là cái giãn của cái quai ruột ở phía trên. Et on pense que environ 27% des patients vont finir par avoir des sténoses après 10 à 20 ans d'évolution de la maladie. Người ta nhận định rằng là có khoảng 18-27% bệnh nhân thì cuối cùng sẽ có tới những cái dạng mà bị sơ và hẹp này sau khi tiến triển một cái giai đoạn khoảng 10-20 năm thì sẽ dẫn đến cái kết cục như thế này. Voici un exemple d'épaississement en icosignal T2 de la paroi digestive associé à une prise de contraste homogène due à une sténose fibreuse. Ở đây chúng ta thấy rằng cái hình thì thành ruột nó dày, nó giảm tín hiệu và sau đó nếu mà tiêm thuốc cơ tương phản thì cái thành ruột cái chỗ mà bị dày đó nó sẽ bắt thuốc tương phản. Alors, les sténoses, on doit les localiser, apprécier leur nombre et leur longueur. Để về mô tả cái những cái chỗ hẹp thì chúng ta cần phải xác định rằng là có bao nhiêu chỗ hẹp, ở mỗi chỗ hẹp như vậy thì cái nó kéo dài trên một cái đoạn là bao nhiêu. Donc c'est important de les chercher et les trouver puisque ça va guider le chirurgien et même la décision thérapeutique pour savoir si c'est des sténoses multiples ou uniques, parce que la chirurgie serait le meilleur pour pouvoir régler le problème. Chúng ta cần phải xác định là có bao nhiêu chỗ, có một chỗ hay là nhiều chỗ đó, thì tất cả những cái đó thì để hướng dẫn cho bên phẫu thuật người ta quyết định là cái cách điều trị như thế nào. Et quelle longueur va être nécessaire comme sacrifice du grêle pour traiter le patient. Và chúng ta cũng cần phải cho phẫu thuật viên biết là ở cái mỗi một cái chỗ hẹp như vậy đó thì nó kéo dài trên một đoạn bao nhiêu để phẫu thuật viên ta biết, ta tính toán rằng là phải cắt bỏ cái đoạn ruột đó đó nhiều hay ít. Alors, cette appréciation de longueur, on pense qu'on est assez bon en IRM quand l'atteinte est finalement inférieure à 20 cm. On estime à peu près la même chose en IRM qu'en anatomopathologie. Mais quand l'atteinte est au-dessus de 20 cm, à cause des boucles itératives du grêle, on a un petit peu plus de mal à apprécier la longueur et on peut surestimer la longueur de l'atteinte en IRM. Thường thường đó thì nếu mà một cái đoạn hẹp mà nó dưới 20 cm á thì cái cộng hưởng từ nó đánh giá tốt hơn, mình đo đạt và tới khi mình báo cho phẫu thuật viên vậy, khi người ta mổ ra thì thường á là hai bên nó sẽ nói là cái cộng hưởng từ nói đúng là một cái đoạn hẹp, một cái đoạn như vậy. Nếu như mà cái đoạn ruột mà bị hẹp á dài trên 20 cm á thì thường thường là cái cộng hưởng từ mình nói không có đúng. Và thường là mình hay nói quá hơn một chút. Lý do là tại vì trên cái hình của mình á thì cái đoạn ruột nó cong, nó quẹo, cho nên khi mình đo là mình có khi là mình một cái đoạn ruột như vậy á nó bị chồng lấp do nó uốn khúc, thì khi mình đo thì mình sẽ đo lố coi dư. Voici ici l'exemple de plusieurs sténoses chez le même patient en T2-AS à cet endroit, mais aussi à cet endroit, et également ici et ici, qui sont associées à une prise de contraste homogène au même endroit après injection. Có những cái bệnh nhân thì nó hẹp ở nhiều nơi, ví dụ như chỗ này, ở đây có một cái chỗ hẹp, hoặc là ví dụ như ở bên đây, vừa có hẹp ở bên trái của cái đại tràng bên đây, mà vừa có hẹp cái chỗ này nữa. Đó, và sau khi mình tiêm thuốc tương phản thì những cái chỗ mà bệnh này nó sẽ bắt thuốc tương phản. Ici un exemple d'une sténose serrée avec une dilatation à 4 cm en amont. Đây là một cái trường hợp hẹp mà cũng hẹp rất là thích và phía trên đó có một cái chỗ giãn thì cái đoạn ruột giãn nó khoảng 4 cm. Chez un patient dont la maladie évolue depuis plusieurs années. Bệnh nhân này thì bệnh cũng đã tiến triển nhiều năm. Et sur les autres coupes AS en axial, on avait des formations en icosignal T2 dans la lumière du grêle. Và trên cái hình AS thì chúng ta thấy là ở trong cái lồng ruột á thì nó có những cái cấu trúc giảm tín hiệu.
on avait la chance d'avoir un scanner chez ce patient qui montrait la même anomalie sous forme de formation calcifiée. Il s'agissait des stercolites. C'est parce que la sténose évolue depuis longtemps et à cause de la stase liquidienne, formation calcique à l'intérieur. Thì với cái bệnh nhân này thì chúng tôi có dịp làm cái hình CT cho cái người bệnh này thì thấy lại những cái cấu trúc mà đen ở trên cộng từ thì tương ứng với cái hình CT nó là những cái chỗ mà mình thấy cái đậm độ nó rất là cao cái vôi thì cái này mình gọi là sỏi phân. Lý do là tại vì bệnh nó diễn tiến nhiều năm ở những cái đoạn hẹp như thế này thì cái phân nó bị ứ động lại và nó tạo ra thành những cái sỏi phân như thế này. Va apparaître en hypersignal T2. Cette fistule peut se faire avec n'importe quel organe autour. Trên hình T2 thì nếu mà có một cái chỗ giò thì chỗ giò đó nó sẽ tăng tín hiệu trên hình T2. Chúng ta lưu ý rằng là cái giò đó nó có thể giò ra bất kỳ cái cơ quan nào ở cái cận cái đoạn ruột đó. Elle peut être iléo-cécale, iléo-sigmoïdienne, iléo-idéale, iléo-vésical ou iléo-cutané. Chúng ta có thể có những cái trường hợp là dò cái hồi tràng với măng tràng, dò hồi tràng với đại tràng sigma, dò hồi tràng, dò hồi tràng với bàng quang hoặc là thậm chí là dò một cái đoạn ruột non ra ngoài da. Cette hypersignal T2 va s'accompagner d'une prise de contraste après injection le long des berges. Cái giò thì biểu hiện của nó là tăng tín hiệu trên hình T2 và khi mà tiêm thuốc tương phản thì cái bờ của cái lỗ giò đó nó sẽ bắt thuốc tương phản nhiều. Ici on a une épaissie en T2 as avec la graisse épaissie autour. Ở đây các bạn thấy là có cái chỗ giò nó tăng tín hiệu, cái đoạn ruột này nó lớn, cái thành ruột nó dày và xung quanh của nó là tăng tín hiệu. Sur la séquence AST, on va voir qu'il y a une ulcération, une fistule adjacente et un rehaussement normal de tout le mésentère autour. Trên cái hình mà có xóa mỡ thì chúng ta thấy được cái chỗ giò và nó có này, có thấy được cái đường này tăng tín hiệu rõ hơn và sau khi mình tiêm thuốc tương phản thì mình thấy là bắt thuốc tương phản ở cái mặt treo ở cái cận. Là il s'agissait d'une fistule borgne qui ne concernait pas le tube digestif autour. Ở đây chúng ta gọi là cái lỗ giò mà trộn là tại vì nó đổ cái lỗ giò này nó giò vào trong mặt treo thôi chứ nó không có thông với một cái quai ruột khác. Voici un autre exemple de prise de contraste des trajets fistuleux. Đây là một cái ví dụ khác sau khi tiêm thuốc tương phản thì mình thấy được cái đường giò nó như thế nào. Ici, une anse épaissie rétrécie et une formation liquidienne adjacente en T2 ast. Après injection, on voit un dédoublement et prise de contraste intense de l'anse malade, mais aussi une prise de contraste autour de notre collection. Il s'agit d'un abcès. Ở đây các bạn thấy một cái quai ruột nó vừa hẹp và thành của nó lại dày. Ngoài ra đó thì kế cái quai ruột này thì mình thấy có một cái ổ tụ dịch. Sau khi mình tiêm thuốc tương phản thì cái thành ruột mà dày này đó thì mình thấy nó bắt cản quang thành, nó bắt thuốc tương phản thành hai lớp và cái mặt treo ở kế cận nó cũng bắt và cái ổ ở cái vị trí này là cái ổ áp xe đó, nó viêm ở xung quanh của mặt treo và ở đây là cái ổ áp xe. Vous voyez la disposition un peu particulière, arrondie, un peu en C inversée, et une structure particulière sur la coupe adjacente en hypersignal dans la graisse mésentérique. Ở đây chúng ta thấy có một cái quai này, cái vị trí này nó cũng lạ, một cái dạng hình tròn đó và trên một cái lát cắt kế tiếp nữa thì ở đây có một cái ổ giống như là một cái dạng tụ dịch. Cette anomalie elle est stellaire et elle est le siège d'une prise de contraste. Đó thì cái hình dạng của nó cũng hơi như hình sao và sau khi mình tiêm thuốc tương phản đó thì mình thấy được cái quai nó bắt thuốc và cái ổ này. Donc on peut dire ici qu'on a une anse pathologique associée à une fistule. Như vậy thì ở đây là có một cái quai ruột bị bệnh và kèm theo cái giò.
un exemple d'une anse épaissie, rétrécie, avec un contact un peu particulier de nouveau stellaire avec le côlon en avant, ici. Et on voit après injection que la même zone et les sièges d'une prise de contraste de nouveau stellaire. Il s'agissait d'une fistule avec le sigmoïde. Đây một cái quai ruột nó bị hẹp và thành nó dày, thì ngoài ra nữa thì cùng với cái mặt treo nó có liên tục với cái mặt treo và nó có dạng như hình sao, nó thông với cái đại tràng sigma ở phía chỗ phía trước đó. Thì sau khi tiêm thuốc tương phản thì cái vị trí này cái quai ruột nó bắt thuốc đó, ở bên đây cũng vậy tương tự, cái thành ruột nó dày bắt thuốc và xung quanh đây nó có những cái chỗ giò nó thông với cái đại tràng. Alors là, on a un segment digestif épaissi à gauche, encore à gauche, au milieu et à droite. Ở đây thì cái ở bên cái phía bên trái chúng ta có một cái đoạn ruột thành dày, đó, ở bên trái đoạn ruột thành dày. Ngoài ra thì bên phải cái thành ruột cũng cũng dày nữa. Il s'agit d'un épaississement de tout le cadre conique cette fois-ci. Trường hợp này thì toàn bộ cái khung đại tràng nó đều bị dày hết. L'atteinte conique était connue en endoscopie. On faisait l'examen pour être sûr qu'il n'y avait pas une atteinte du grêle. Những cái thương tổn ở trên đại tràng này đã biết trước khi mà nội soi đại tràng. Tuy nhiên người ta vẫn làm cái hình cộng hưởng từ này để xác định là biết xem là cái ruột non có bị tổn thương hay không. Alors, je ne vous ai pas parlé des séquences de diffusion dans le protocole habituel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on la pratique, mais on n'arrive pas à faire le diagnostic uniquement avec cette séquence et l'injection de couille de contraste reste toujours nécessaire. Đây là cái hình diffusion, đây là cái hình diffusion. Thì hồi nãy trong cái quy trình mà làm cái hình thường quy mà tôi giới thiệu với các bạn ban đầu thì tôi không có nói về cái xung diffusion này. Bây giờ thì trên thực tế thì người ta cũng thử làm cái hình diffusion nhưng mà người ta thấy rằng là chưa có thể xác định được cái bệnh này chỉ bằng cái hình diffusion đó, và cuối cùng thì vẫn phải là cái hình là có tiêm thuốc tương phản, thì cái hình có tiêm thuốc tương phản rất là quan trọng. On pense que quand la maladie est active, on va avoir une diminution de l'ADC et maladie inactive, une augmentation de l'ADC. Người ta thấy rằng là ở cái giai đoạn mà bệnh nó đang hoạt động thì cái ADC nó giảm, còn nếu mà ở giai đoạn mà bệnh không có hoạt động thì cái ADC nó tăng. Mais quelquefois on est gêné avec des artefacts digestifs. Et ici, un autre exemple d'hypersignal en diffusion de l'anse au niveau de la fosse iliaque droite qui s'accompagne effectivement d'une prise de contraste intense après injection au même endroit. Nhưng mà nhiều khi nó cũng làm cho người ta bối rối. Ví dụ như trong cái trường hợp này thì các bạn thấy rằng là trên cái diffusion nó tăng tín hiệu, nhưng mà ở trên cái hình có tiêm thuốc tương phản thì nó lại bắt thuốc tương phản. Donc aujourd'hui pour l'instant la séquence de diffusion a un apport plutôt qualitatif visuel peu spécifique et ne permet pas de remplacer les autres séquences notamment avec injection. Hiện tại bây giờ thì người ta làm cái sung diffusion là người ta nhận thấy rằng là nó giúp cho mình có thêm một cái thông tin về cái mức độ tổn thương, nghĩa là mình nhìn vô thì mình sẽ có cái ấn tượng, mình có cái khái niệm về cái độ rộng của cái tổn thương. Nó cũng khá là nhạy nhưng mà nó không có đặc hiệu, ít đặc hiệu. Và cái xung diffusion này chưa thể thay thế cho các cái xung khác đó, và bắt buộc thì chúng ta vẫn phải làm cái hình có tiêm thuốc tương phản. Pour résumer, nous avons vu tous les signes donc d'anomalie pariétale en hypersignal T2, le rehaussement cible, ulcération, fistule, masse inflammatoire du mésentère, signes de peigne, adénopathie, sclérolipomatose, qui peuvent être à la fois dans les formes sévères, mais parfois aussi dans les formes peu actives. Thì tóm lại những cái dấu hiệu mà mình có thể thấy được trên cái hình cộng hưởng từ của cái bệnh này, thứ nhất là cái dày của thành ruột, thứ hai là thành ruột tăng tín hiệu trên hình T2, thứ ba là
cái ruột nó sẽ bắt hút tương phản dạng bia, dạng hình bia, có thể có những chỗ loét, có giò, có một cái khối viên, cái mặt treo có hình như là răng lược, có hạch mặt treo, rồi cái mỡ mặt treo nó dày, nó sơ. Thì những tất cả những cái dấu hiệu này mình sẽ thấy ở trên những cái người bệnh mà ở cái mức độ vừa phải hoặc là mức độ nặng. Tuy nhiên những cái dấu hiệu này mình cũng có thể thấy ở trên những bệnh nhân là cái giai đoạn mà nó nhẹ, ít tiến triển, hoặc là giai đoạn mà cái bệnh nó ngưng. Sauf ces trois signes-là, ulcérations, fistules et masses inflammatoires qui vont être caractéristiques des maladies finalement plutôt sévères et actives. Chỉ trừ ba cái dấu hiệu, một là cái tương phản loét, thứ hai là giò, thứ ba là một cái khối viêm, thì ba cái này là nó đặc hiệu cho cái bệnh mà ở giai đoạn nặng, giai đoạn tiến triển. Et la forme clinique va finalement être variable dans le temps et selon les patients. On peut avoir une forme plutôt inflammatoire, une forme plutôt fistulisante, une forme plutôt fibrostinosante. Ou alors la combinaison de ces trois formes à des degrés différents. Thì về mặt các cái thể lâm sàng thì chúng ta có nhiều cái thể lâm sàng khác nhau. Có cái thể chủ yếu là viêm, có cái thể thì là tạo cái đường rò, có cái thể là sơ và hẹp, nhưng mà nó cũng có thể là kết hợp nhiều cái mức độ khác nhau của những cái thể này. Il faut juste garder à l'esprit que le risque relatif de cancer augmente avec la durée d'évolution de la maladie. Và chúng ta cũng luôn nhớ, luôn cảnh giác rằng là một cái bệnh mà nó diễn tiến lâu ngày thì nó sẽ có một cái nguy cơ tương đối là nó phát triển cái ung thư. Et quelquefois, les sténoses chroniques peuvent, une fois qu'elles sont opérées parce que le malade est très symptomatique et qu'il ne répond pas au traitement médical, quelquefois peut révéler une tumeur sous-jacente passée inaperçue. Quelquefois, les sténoses chroniques peuvent se transformer en cancer. Mà mình cũng lưu ý một cái chuyện nữa là những cái trường hợp mà tiến triển lâu ngày là do những cái chỗ hẹp mãn tính đó, thì những cái bệnh nhân mà những cái chỗ hẹp mãn tính này nó cũng là một cái nơi mà có phát triển ung thư. Alors, plusieurs études ont essayé d'apprécier la valeur de l'épaississement pariétal. Quand la paroi các cái công trình nghiên cứu người ta đánh giá cái độ dày của cái thành ruột trong cái bệnh viêm này. Pour évaluer le degré de l'inflammation et le degré de sévérité de la maladie, quand l'épaississement pariétal est inférieur à 6 mm, plutôt en faveur d'une maladie non active. Người ta đánh giá cái độ dày thành ruột này để xem nó có tương quan với cái hiện tượng viêm như thế nào, thì người ta thấy rằng là thường thường nếu mà dày thành ruột dưới 6 mm thì thường thường là bệnh ở giai đoạn là không có hoạt động. Quand l'épaississement pariétal est majeur plus de 11 mm, plutôt en faveur d'une maladie très active. Còn nếu mà cái thành ruột mà nó dày trên 11 mm thì thường thường nó gợi ý là bệnh đang ở giai đoạn mà hoạt động, đang ở giai đoạn tiến triển. Et le type de rehaussement aussi peut apprécier finalement le degré de la sévérité. Quand le rehaussement est tensif, il s'agit d'une activité de la maladie. Về cái bắt hút tương phản của cái thành ruột thì người ta thấy rằng là nếu như mà bắt hút tương phản nó đồng nhất á, thì thường thường là bệnh nó không có hoạt động. Et le rehaussement homogène est plus souvent dans les formes inactives. Nếu mà bắt thuốc mà nó đồng nhất thì thường thường là giai đoạn không hoạt động. Còn nếu mà bắt thuốc mà dạng hình bia là cái hoạt động vừa phải. La prise de contraste de flou autour des parois, c'est plutôt toujours en faveur d'une maladie active. Còn nếu mà thấy cái mờ, bắt thuốc mà mờ ở cái thành ruột thì thường thường là ở giai đoạn hoạt động rất nhiều. Cette étude, on pensait qu'en réalisant des coupes très tardives à 8 minutes, on arrivait à faire la distinction de caractère homogène, cible ou flou des parois pour apprécier cette sévérité.
Và các bạn lưu ý rằng là cái công trình nghiên cứu này thì người ta nói là người ta sẽ đánh giá cái bắt thuốc ở trên thành ruột đó là những cái bắt thuốc trễ vào giai đoạn 8 phút. Như vậy thì nếu mình làm cái hình mà ở cái thời điểm 8 phút sau khi tiêm thuốc tương phản, mình xem nó là đồng nhất hoặc là bắt thuốc dạng bia hoặc là cái thành ruột nó bị mờ, để mình có một cái khái niệm về cái mức độ hoạt động của cái bệnh này. Il y a plusieurs études qui ont essayé de faire un score de sévérité de la maladie avec INR. Có nhiều cái công trình nghiên cứu người ta cố gắng người ta đưa ra những cái dấu hiệu, những cái chỉ số ở trong cộng hưởng từ để đánh giá cái độ nặng của cái bệnh. En faisant une corrélation avec les anomalies endoscopiques concernant le côlon. Người ta cũng tìm cách để đưa ra cái mối tương quan, những cái thương tổn trên cộng hưởng từ với lại cái thương tổn trên nội soi. Et on a trouvé qu'il y avait une bonne corrélation IRM avec les scores endoscopiques en ce qui concerne l'œdème de la paroi, la prise de contraste et l'atteinte mésentérique. Người ta thấy rằng là có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ giữa cộng hưởng từ với những cái chỉ số ở trên cái nội soi, dựa trên cái mức độ phù của cái thành ruột, cái bắt thuốc tương phản của thành ruột và những cái tổn thương ở trên mặt treo. Finalement, avec l'IRM, on va pouvoir évaluer la réponse au traitement. Và sau cùng thì người ta thấy rằng là dựa trên những cái thương tổn ở trên cộng hưởng từ thì người ta đánh giá cái đáp ứng điều trị. Quand il y a une sténose avec dilatation, on pense que le patient va moins bien répondre par rapport à un patient sans sténose. Donc la présence de sténose va prédire la réponse au traitement. Như vậy thì người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà có trên hình cộng hưởng từ mà vừa có những cái chỗ hẹp vừa có những chỗ giãn thì những cái bệnh nhân đó đáp ứng với điều trị không có tốt bằng những bệnh nhân mà không có hẹp. Un rehaussement modéré va prédire une bonne réponse. Những bệnh nhân mà trên hình cộng hưởng từ bắt thuốc tương phản vừa phải thì những bệnh nhân này thì đáp ứng tốt với điều trị. Un gros épaississement pariétal avec peu de rehaussement va prédire une mauvaise réponse. Những bệnh nhân mà có cái thành ruột dày hơn 6 mm và không bắt thuốc tương phản thì những bệnh nhân đó đáp ứng với điều trị không tốt. Parce que cette anomalie serait due à une fibrose pariétale déjà installée. Lý do là tại vì cái này cái thành ruột nó dày và nó không bắt thuốc, điều đó chứng tỏ là nó đang hình thành cái xơ và như vậy thì nó không có đáp ứng với điều trị. Alors, autre technique prometteuse aujourd'hui, c'est la TEP-IRM. Một cái kỹ thuật cũng hứa hẹn trong cái chẩn đoán của cái bệnh này đó là cái cộng hưởng từ PET. Une étude récente qui montre qu'en associant le SUV et l'ADC, on peut avoir une sensibilité à 71% pour apprécier le degré d'inflammation et sévérité de la maladie. Dựa trên cái SUV ở trên cái hình PET và cái ADC của cái cộng hưởng từ thì người ta thấy rằng là cái người ta có được cái độ nhạy là 71% và độ đặc hiệu là 67% để đánh giá, để phân biệt những cái chỗ hẹp mà do viêm hoặc là chỗ đó là cái chỗ xơ. Alors, pour résumer, faut retenir qu'une inflammation sévère va avoir besoin d'un traitement médical en première intention. Parce qu'on pense qu'on va agir sur l'inflammation. Thì để tóm tắt lại, thì đây là một cái bệnh viêm nặng. Và cái điều trị đầu tiên là cái điều trị nội khoa để điều trị cái phần viêm này. Quand le malade est symptomatique et on a peu de signes inflammatoires à l'IRM, on peut penser que le traitement va moins bien agir et que finalement ce patient va avoir besoin de la chirurgie. Nếu mà cái bệnh trên lâm sàng nó tiến triển nhưng mà trên cái hình cộng hưởng từ thì chúng ta không có cái hiện tượng viêm hoặc là cái hiện tượng viêm ít thì cái bệnh này nó gợi ý rằng là nó không có còn đáp ứng được với cái điều trị nội khoa nữa mà cần phải phẫu thuật. Donc finalement l'IRM va permettre d'orienter le traitement. S'il y a un abcès
contre-indique le traitement par anti-TNF dans un premier temps. Cuối cùng thì người ta thấy cộng hưởng từ có thể giúp cho định hướng cái phương pháp điều trị đối với những cái trường hợp mà có áp xe thì chống chỉ định để điều trị bằng cái thuốc kháng TNF. On peut avoir besoin de l'IRM avant toute décision de dilatation endoscopie parce qu'on a vu que ça peut être proposé au sténoscope mais sans fistule associée. Chúng ta cần phải làm cái hình cộng hưởng từ trước một cái trường hợp mà có giãn một cái đoạn ruột ở trên nội soi, tại vì nó có thể có một cái đoạn hẹp ngắn mà không có kèm theo giò. Et chez les patients symptomatiques avec syndrome de Koenig et pseudo-occlusion, on va chercher des sténoses serrées, la topographie, le nom. Et on va également chercher s'il y a une anastomose qui pose problème ou si c'est plutôt la récidive de la maladie. Trước cái một cái tình trạng mà có hội chứng Koenig, một cái bán tắc ruột, thì chúng ta cần phải đi tìm ở trên cái hình cộng hưởng từ coi có chỗ nào hẹp hay không, có một chỗ hẹp hay nhiều chỗ hẹp, có một cái chỗ không nối nằm hay không, hay đây là một cái giai đoạn mà bệnh nó tái phát. Thì cuối cùng kết luận thì chụp cộng hưởng từ ruột non thì bây giờ đó là một cái xét nghiệm căn bản để đánh giá về hình thái của cái ruột trong cái vi lăng tổng thể của cái bệnh khôn này, và nó cũng dùng ở trong cái giai đoạn để theo dõi người bệnh, đặc biệt là nó cho biết được cái mức độ nặng, mức độ trầm trọng của cái bệnh. Xin cảm ơn các bạn.